xin cái gì không em cho luôn. Mà làm cái gì vậy? Như vậy mới sáng nè chị. Trời ơi. Đó, như vậy mới sáng, mới đã cái nư của em nè chị nha. Mà vừa làm hả dạ bà chưa? Dài à? Bà biết không, người đẹp gì lụa lúa tốt gì phân, muốn đàn ông mê mình là mình phải úp úp mở mở, nửa kính nửa hở cho đàn ông nó ná thở. Ngoài ra, trắng da gì bởi phấn dùi, đen da gì bởi em ngồi chợ trưa, là phụ nữ mình phải biết maquillage cho đàn ông nó mê. Trời ơi, con quỷ, con thô, con quỷ đó, tao nhịn mày nha. Ê, mày vừa phạm nha, mày đừng có mình nói lâu. Coi đó, tự nhiên cái nó quạch em kìa. Tôi là tôi theo dõi mình mấy bữa nay rồi. Tôi không ăn không ngủ nè, mắt thâm nè, miệng thúi quá trời nè, không tin hửi. Chị ghê quá. Người đẹp gì lụa lúa tốt gì phân, muốn đàn ông mê mình là mình phải úp úp mở mở, nửa kính nửa hở cho đàn ông nó ná thở. Ngoài ra, trắng da gì bởi phấn dùi, đen da gì bởi em ngồi chợ trưa, là phụ nữ mình phải biết maquillage cho đàn ông.